Thời gian qua, câu chuyện ly hôn của TikToker Xoanh Diệp nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Hậu chia tay, mặc dù đã lên tiếng khẳng định không có sự xuất hiện của người thứ ba, song động thái của cặp đôi này lại khiến dân tình đặt ra nhiều nghi vấn. Cụ thể, trước đó, trong một buổi livestream, Xoanh tâm sự, mọi người cứ thắc mắc sao chia tay á, mọi người có thể nghĩ là thật sự mình không muốn nói. Tại vì là vấn đề cá nhân của hai người thôi, mình không biết chọn lọc thế nào để nói cho mọi người hiểu. Mình sợ nói xong mai mọi người lại bịa đặt này kia. Nếu được chọn lại, mình vẫn chọn như thế này, mình nói thật. Diệp thời gian này cũng áp lực nên mọi người đừng áp lực tụi mình quá, để mọi thứ tự nhiên. Mọi người cứ tưởng tượng từ bỏ một người nó như kiểu bạn phải đốt một ngôi nhà xong đứng nhìn nó tàn rụi, nhìn đống cho tàn như biết nó là nhà nhưng không thể quay về nữa. Khi làm gì thì mọi người luôn nghĩ là lỗi ở người con trai, thật sự ấy. Còn vấn đề có quay lại hay không thì đó là chuyện ở tương lai. Hiện giờ, cả hai muốn cho nhau thời gian tốt hơn, để tìm lại bản thân mình thôi chứ không có như Diệp có bầu hay Diệp quay lại với bạn trai cũ hay Diệp với người tập gym hay là mình ngoại tình hay gì cả. Mình xin lỗi vì không lên tiếng sớm, tại vì nói thật là mình muốn vượt qua cái giai đoạn này đã, nên mình không nghĩ là sẽ làm gì trên mạng xã hội trong khoảng thời gian này cả. Mọi người thắc mắc chia tay dừng lại là còn yêu không? Thật sự cái vấn đề này không phải lúc nào mình không nghĩ đến đâu, cả hai đứa luôn. Kỷ niệm nó nhiều mà, đâu phải ngày một ngày hai đâu, tụi mình còn cưới nhau nữa. Mọi người còn nói cuộc sống trước và sau khi cưới khác nhau lắm. Nhưng theo tôi, không hề nha, cuộc sống không khác, cái khác là con người thay đổi. Nếu chỉ vì ba cái cãi vả mà dừng lại thì chúng mình không quyết định như vậy. Không hề nha, tụi mình dừng lại vì muốn cho nhau thời gian để cảm nhận lại. Về phía Diệp, cô cũng đính chính loạt tin đồn thất thiệt. Theo đó, cô thừa nhận cả hai đã dừng lại một khoảng thời gian và Xoanh phải chịu rất nhiều tổn thương. Diệp cho biết thời gian qua cô đã thay đổi rất nhiều dẫn đến bất đồng quan điểm gây ảnh hưởng đến mối quan hệ. Song song với đó đã có nhiều thông tin sai lệch cũng như các thông tin trên mạng xã hội xuất hiện đã đẩy mối quan hệ cả hai ngày càng đi xa hơn. Trong đoạn video, Diệp đã lên tiếng bảo vệ Xoanh trước những thông tin tiêu cực, công kích Xoanh. Nữ TikToker khẳng định Xoanh là người luôn trung thủy và là người đàn ông tốt, sẽ không bao giờ làm những điều tồi tệ như những gì mạng xã hội đồn thổi. Tuy nhiên mới đây, Xoanh bất ngờ có động thái lạ, được cho là đã quay xe, ẩn ý tố bị người cũ cắm sừng. Cụ thể, trên kênh TikTok, Xoanh vừa đăng tải clip bắt chen đang hot hiện nay. Phía dưới bình luận, khi có khán giả động viên, không sao anh ơi, em cũng từng bị người yêu cắm sừng, nhanh lành lắm, Xoanh bất ngờ đáp lại bằng icon mặt cười gượng như đồng tình với ý kiến trên. Chưa hết, khi dân tình tranh cãi về bình luận trên, Xoanh cũng không lên tiếng phủ nhận hay đưa bất kỳ lời giải thích nào, càng khiến cho mọi người thêm đồn đoán. Về phía Diệp, cô nàng cũng có ngay động thái đáp trả đầy cứng rắn. Cụ thể, đáp lại bình luận người đàn ông tốt sẽ khiến người phụ nữ đẹp lên. Khi đẹp thì bỏ luôn thằng chồng, Diệp hài hước viết, mình vẫn xấu mà, cảm ơn bạn đã khen mình đẹp. Lời đáp trả của Diệp được cho là đang ẩn ý trách chồng cũ không tốt nên cô không thấy bản thân đẹp lên. Mặc dù vậy, cô thừa nhận bản thân đã dần bước ra khỏi được mối quan hệ cũ.